Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục hai chồng anh tự cưa này. Hả, cái cây đó các bạn, cái cây nó nằm sát mấy nhà luôn đó các bạn. Cây này ta kêu bằng cây quăng, cây quắn gì đây các bạn ơi. Mình cũng không rành nha. Cái này ở gần tỉnh lộ đường Ba Chúc nha các bạn. Giờ anh tự cưa anh chẳng xài cái máy cưa điện thoại 3700B nha. À giờ anh chuẩn bị leo lên đây các bạn ơi. Này có ông bác kia là ông bác chủ nhà này các bạn. Này ở gần cái trại người ta nuôi heo các bạn, đây nè. Cho nên mình không dám nói tiếng lớn nha. Nó nhiều khi lạ, nó giật mình nha các bạn. Này giờ anh thử cưa, anh đang chuẩn bị thử mấy cưa, anh cưa mấy cái nhánh bớt các bạn. Cửa đang leo lên các bạn. Đứng lên mái nhà luôn, mái chuồng.
lên nữa không ạ? Wow, quá dữ luôn.
da trời. Đó hả? Có đá đâu. Trời ơi, cưa cái cốp về đậu. Đuôi ra làm gì? Còn con đá. Đây nè. Xong con đá. Cái mà nghe cục đá nha các bạn. Đá trộn chuồng heo nè. Cái này nói không?